Đang dần co một con chưa biết là con gì đấy. Bây giờ là được mấy phút tôi bắt đầu mới quay mà sức nó vẫn còn như này, cũng còn này khá to.
gần 100 mét mà nó còn ra mất mấy nhịp dây nữa thì chắc là chân chưa, chân xong con cá này. Đây cái kẹp đây. Kẹp kia nó cân được. Kẹp này có cân. Xong nha. Ok. Anh em cầm vậy đây quay cho nó. Quay cái đít đầu ra đấy. Quay cái đít đầu ra đây nha. Nó vào. Cái tàu sao? Con đi đi đưa. Sợ nó chạy vào cái này. Thank you.
6 ký, một em GT 6 ký. Thank you.
tiếng lắm. Uống không? Cho để tôi đắp cho nó 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 cho nó đắp cho nó quay mạng lại gì thì áo bao gì quay mấy đâu thì sao quay thấy mạng được không? Mình có thấy đầu mạng thì chi hết mà thì thấy nó nè đâu mạng biết hết bao giờ quay gì quay mạng cho mạng nghe thì quay bé hết rồi biết quay cái mạng thì không quay coi ai biết ai là ai biết thấy mạng hết mày. Ô, ngàn ô thôi nè. Ô thôi nè. Ngàn đã đi. Chưa thấy được không? Má nè. Cá. Má con này cũng cũng sai luôn đó. Cam không có nó ra nè. Có phun phân rồi, có đống mùi rồi, mùi rồi. Mùi mùi. Cũng mới không sai luôn. Rồi tới này không bày nó. Cứ ăn nhặng được không nhá. Rồi ok. Bao cam à? Cam. Đúng rồi, cùng sai con kia luôn. Wow, em ở đây. Em ở đây có mặt nha. Chào bạn, chào bạn, chào bạn đến với cho này. Ui, con này quá. Thì mặt trời cũng đã chuẩn bị lặn và chúng tôi cũng sẽ kết thúc chuyến du câu ở đây. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip của những chuyến du câu tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.